như những cái startup khác thì thời gian đầu Viettel cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề mà mình tiếp cận khách hàng ở trong nước. Và điều quan trọng là lúc đó Viettel chưa có hiểu cái thị hiếu của khách hàng. Chính từ những thất bại đau đớn, tôi đã quyết tâm tìm hiểu về marketing, sản phẩm như thế nào sẽ phù hợp với thị hiếu của khách hàng trong nước. Tôi cực kỳ chú trọng đến sự thuận tiện và trải nghiệm của khách hàng khi đến Viettel, nên việc bày trí không gian, trưng bày sản phẩm, thiết kế cửa hàng được tính toán rất kỹ lưỡng để mỗi khi bước vào cửa hàng, khách cảm thấy sự kết hợp hài hòa gắn kết giữa những sản phẩm trong cửa hàng. Ngoài kinh doanh nội thất, đồ chơi thì Viettel còn có những sản phẩm độc quyền như lều, nến thơm, thảm mà khách hàng không thể tìm thấy ở bất cứ một nơi nào khác. Tôi rất là tâm đắc với những cái sản phẩm mà Viettel đang bán, cho nên là thường mang sản phẩm về cho con và gia đình sử dụng. Bản thân là rất là hào hứng muốn chia sẻ những cái sản phẩm của Viettel cho người Việt. Phương châm của tôi là khách hàng đến Viettel không những lựa chọn được sản phẩm tốt mà còn mang đến cho họ cảm giác thoải mái. Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những chính sách chăm sóc khách hàng tốt nhất như đổi trả hàng, các chương trình khuyến mãi. Sau 4 năm Viettel đã có hơn 20.000 khách hàng và hàng tháng có hàng ngàn đơn hàng. Và điều này thật sự mình cảm thấy rất là vui với những cái nỗ lực, cái tâm huyết và nó giống như là một cái đứa con tinh thần của mình á. Khi số lượng sản phẩm lên tới con số 5.000 và chúng tôi có rất nhiều kho hàng thì tôi gặp khó khăn khi quản lý hàng tồn kho. Đặc biệt là tôi thường không có mặt ở cửa hàng nên rất bất tiện mỗi khi muốn xem doanh thu. Với cái việc mà mình thường xuyên hay di chuyển và không có mặt ở cửa hàng hay là công ty thì mình nghĩ là mình cần tìm một cái giải pháp phù hợp. Tôi được bạn giới thiệu dùng thử Zappo và lúc đó tôi có tải một bản quản lý cửa hàng của Zappo vào điện thoại thì thấy rất là thú vị. Tôi xem được doanh thu của cửa hàng và thậm chí tôi còn biết được mặt hàng nào bán chạy. Tôi khá yên tâm khi không có mặt ở cửa hàng nhưng cửa hàng vẫn hoạt động ổn định. Tôi dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về việc mở rộng ngành hàng cũng như đưa ra những cải tiến mới để khách hàng có nhiều lựa chọn hơn khi đến với Viettel.